Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa các thầy cô giáo, các cô chú cán bộ, nhân viên nhà trường cùng tất cả các bạn học sinh thân mến. Tháng 11 lại về trong không khí hân hoan của cả nước đang hướng về ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Ngày mà cả xã hội với tấm lòng trân trọng tôn vinh công lao cao cả đối với nhà giáo. Chúng ta ai cũng có một niềm tin yêu của thời thơ ấu tuổi học trò. Những tâm hồn trong tháng ấy cũng đang suy nghĩ về thầy cô kính mến của mình với lòng biết ơn sâu đậm và niềm tôn kính vô hạn nhất. Hôm nay, chúng ta có mặt tại buổi lễ kỷ niệm 39 năm ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Thời đầu tiên, em xin thay mặt ban giám hiệu nhà trường và tất cả học sinh trường trung học cơ sở Tân Quang nói lời cảm ơn đến quý vị đại biểu, các khách mời đã đến dự buổi lễ ngày hôm nay. Em xin kính chúc tất cả các thầy cô giáo, các cô chú cán bộ, nhân viên nhà trường lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhé. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa các thầy cô giáo cùng tất cả các bạn học sinh thân mến. Hôm nay, ngày mà tất cả các học sinh chúng em được dịp bày tỏ lòng biết ơn của mình đối với các thầy cô giáo người đã có công nhiều giác dạy bảo chúng em nên người. Từ những ngày đầu tiên áp sát đến trường, thầy cô là người dạy cho chúng em những điều mới lạ, những bài học đạo đức, những chữ số, con chữ dạy luyện ra và để lại trong tâm trí của năm lớp của chúng em với biết bao hy vọng và mơ ước. Thầy cô đã cắt cho chúng em những mơ cắm để chúng em nâng cao đưa xa hơn. Người đã trao cho chúng em những hành trang kiến thức để vững bước trên con đường phía trước và cuộc sống sau này. Những ngày này, những ngày của tháng 11, chúng em muốn dành tặng thầy cô những bông hoa tươi thắm nhất. Đó là những tấm gương sáng và học tập, rèn luyện, những tấm gương và sự đoàn kết, lễ phép và nhiều điều tốt đẹp. Kính thưa thầy cô, chúng em có cảm nhận về mái trường trung học cơ sở Tân Quang này thật sự là một tổ ấm, là ngôi nhà thứ hai của mình. Bởi nơi đây có các thầy cô giáo, các anh chị, bạn bè của mình vẫn đang cùng nhau cùng ngày nghiệp mài, say sưa và tiếp tục hợp tác với nhau ươm mầm cho sự nghiệp tròn người. Và cũng bởi nơi đây, em cảm thấy các thầy cô giáo chưa biết bao nhiêu là tình yêu thương, sự thấu hiểu và cảm thông cho chúng em. Sự hạnh phúc này đã làm cho chúng em quên đi sự vất vả, mệt nhọc trên những trang giấy và tiết học hàng ngày. Chính những người cha, người mẹ thứ hai nơi đây đã thôi thúc cho chúng em tiếp tục phấn đấu vươn lên, vượt mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ và gặt hái những thành công mà thầy cô đã chắc chắn cho chúng em. Và như chúng em được biết, người thầy, người cô trong xã hội Việt Nam từ bao giờ nay là biểu tượng cao quý. Từ xưa cho đến tận bây giờ, chúng ta luôn nói, không thầy đổ ngoài làm nên, dẫu thầy cô cũng phải là tất cả, nhưng họ là người lái đò thầm lặng đưa biết bao thế hệ học trò đến đời tri thức. Thời gian qua đây, chúng em rồi cũng chỉ đi xa với trường trung học cơ sở Tân Quang này để bước tiếp trên chặng đường mới. Nhưng chúng em sẽ luôn ghi nhớ mãi những kỷ niệm tốt đẹp nhất cùng với tất cả các thầy cô giáo và các bạn học sinh nơi đây. Và cuối cùng, chúng em xin hứa sẽ luôn cố gắng học tập, rèn luyện trang để dâng tặng thầy cô những bông hoa điểm 10 thể hiện lòng biết ơn của chúng em đối với công lao dạy dỗ của thầy cô. Một lần nữa, xin thay mặt toàn thể học sinh trường trung học cơ sở Tân Quang, chúng em xin kính chúc quý vị đại biểu, các thầy cô giáo, các cô chú cán bộ, nhân viên nhà trường có một ngày lễ vui vẻ, chúc buổi lễ thành công tốt đẹp. Cảm ơn ban giám khảo, các thầy cô giáo và các bạn đã lắng nghe.